bây là đồng hồ cơ hay là sao? Người bây giờ uống một cái à, uống một chút rồi. Ở trên 5 vàng là sao, uống một cái không? Ngoài giờ nó uống một cái à. Đấy. Cái đó mình thôi sớm một cái. À. Mà không có. Không có giờ sao? Giá liệt quá, thôi hiếm á.